Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ thực hiện chia sẻ cho các bạn cái cách mình có thể xóa những cái chữ ở trên một cái bức ảnh bìa như này mà mình thay thế bằng những cái chữ khác nhé. Thì đầu tiên để xóa các bạn sẽ dùng công cụ là Q, các bạn sẽ nhấn vào đây để chúng ta bôi chọn cái vùng mà mình muốn xóa chữ. Chúng ta sẽ bôi chọn vùng này. Đó, nhấn phím Delete trên bàn phím. Lưu ý khi này một cái hộp thoại hiện ra thì bạn nhớ để cái mục view này của chúng ta sẽ phải để ở chế độ là Content Aware như các bạn nhé. Sau đó chúng ta nhấn OK này. Các bạn sẽ thấy khi mà mình xóa nó lại bị thêm những cái phần như thế này, thì bây giờ mình có thể là nhấn vào đây mình xóa tiếp. Rồi sau khi mình đã xóa rồi, tương tự như vậy mình sẽ xóa những cái chữ này. Nhưng mà trong quá trình xóa mà bạn thấy nó vẫn còn mờ mờ như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng xóa khác mà chúng ta sử dụng công cụ xóa này nhé. Để chúng ta chọn cái đầu tiên chúng ta sẽ nhấn Alt Tab và nhấn phím Alt ở trên bàn phím, sau đó con chuột nó sẽ à, cái nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng như này. Chúng ta chọn cái vùng mà mình muốn lấy cái màu để áp dụng cái vùng này, mình sẽ chọn. Sau khi chọn xong thì bắt đầu bạn sẽ dê chuột như thế này. Chúng ta lại lấy chọn mẫu một chỗ khác tiếp. Như vậy là xong, các bạn đã thấy là cái bức hình của mình đã được xóa. Đó, các bạn đã thấy là xóa. Bây giờ mình sẽ thực hiện viết chữ vào đây nhé. Để viết chữ thì chúng ta sẽ dùng công cụ là Type. Ở đây chúng ta viết chữ vào đây. Sau đó mình chọn cái màu. Thì trong tình huống này mình muốn là cái màu của mình nó phải giống với cái màu mà với cái màu của bản đồ hình chữ S này. Đấy, thì vậy thì mình sẽ nhấn vào phần trước khi viết chữ thì mình sẽ nhấn vào đây mình chọn cái mã màu. Đấy thì mình sẽ nhấn vào cái phần này để mình chọn ra cái mã màu tương ứng ở đây chính là FECE7A đó, chính là mã màu của kênh này. Sau đó chúng ta nhấn OK. Rồi tiếp theo công việc của chúng ta sẽ là viết chữ lên thôi. Rồi chúng ta chọn loại phông chữ nhé. Các bạn lưu ý rồi những cái phông chữ mà VNI thì các bạn phải đổi bảng mã sang cái phông chữ tương ứng. Và sau khi mà mình đã chỉnh sửa xong viết chữ lên thì các bạn sẽ thấy là cái biểu của mình đã khác so với ban đầu, đúng không ạ? Mình chữ mình viết vào đã khác và thành quả của mình sẽ là như thế này.